chào tất cả các bạn. Các bạn thân mến, hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn về cái chủ đề đó chính là những cái điều dại dột mà các bạn không nên làm hoặc không nên nói khi mà các bạn đang rất nhớ một người, hoặc là khi người ấy đang lạnh nhạt với các bạn, đang không quan tâm đến các bạn mà các bạn làm những điều này hoặc các bạn nói những câu này thì thực sự là một điều không nên. Nó không chỉ khiến cho người kia cảm thấy bạn không hấp dẫn mà còn khiến mình rất mất mặt nữa. Cho nên đây là những cái điều dại dột mà chúng ta không nên làm hoặc nói. Chúng ta hãy cùng bắt đầu thôi. Cái điều đầu tiên mà các bạn không nên nói đó chính là câu anh có nhớ em không, hoặc em có nhớ anh không, trong cái lúc mà người ta đang rất mệt mỏi với mình, hoặc mệt mỏi với một công việc nào đấy, hoặc là người ta đang chán nản với mình mà người ta lạnh nhạt với mình, và mình nói cái câu này, hỏi cái câu này thì thực sự rất là mất mặt và mất sự hấp dẫn. Bởi vì sao? Bởi vì mình rất hiểu cái tâm lý của các bạn khi mà các bạn đang rất là yêu một người mà người đó lại lạnh nhạt với các bạn, đúng không? Các bạn sẽ rất nhớ, các bạn chịu đựng nỗi nhớ trong một thời gian dài và các bạn mất niềm tin. Các bạn tự hỏi mình là liệu anh ấy, liệu cô ấy có còn nhớ đến mình không? Có còn yêu mình nữa không? Mà tại sao lại cứ lạnh lùng và dửng dưng như thế này? Và thế là vô thức các bạn hỏi người ta một câu: anh có nhớ em không? Hoặc em có nhớ anh không? Có hai phương án sẽ xảy ra trong tình huống này. Phương án đầu tiên là người ta sẽ nói rằng anh có nhớ em, hoặc là em có nhớ anh, đúng không? Với cái phương án này thì các bạn sẽ rất là cảm thấy rất là xúc động, cảm thấy sung sướng, cảm thấy hạnh phúc. Nhưng đây là cái tỷ lệ là rất thấp. Mà ngay cả khi người ta có nói như thế đi chăng nữa, sau đó người ta vẫn lạnh lùng với các bạn, người ta vẫn không nồng nhiệt với các bạn, người ta vẫn không nhắn tin cho các bạn, và các bạn lại tiếp tục đưa mình vào trạng thái là hưng phấn giả và bị hụt hẫng. Đấy chính là cái điều mà nó sẽ không những không làm cho các bạn vui hơn, thoải mái hơn, hạnh phúc hơn, mà nó còn khiến cho tâm trạng của các bạn tụt mút hơn nữa. Cho nên đừng làm như vậy. Và cái phương án thứ hai mà các bạn có thể gặp phải đó chính là người đấy sẽ nói rằng không, anh không nhớ em, hoặc không, em không nhớ anh. Thì trong cái tình huống này thì nó làm cho mình mất mặt ê chề các bạn ạ. Mình đã là người hỏi ra câu đấy mà người ta lại nói là người ta không nhớ mình thì thực sự là rất mất mặt. Và mình nói với các bạn như thế này, các bạn phải hiểu, một người một khi người ta đã nhớ các bạn thì người ta sẽ tìm cách để liên hệ với các bạn. Còn người ta không liên hệ với các bạn thì tức là người ta không nhớ các bạn, hoặc cũng có thể vì lý do nào đó mệt mỏi vì việc này việc kia mà người ta phải gác lại cái nỗi nhớ đấy. Thì mình cũng không nên đề cập đến cái điều đó và hỏi người ta rằng có nhớ bạn không. Vì có nhớ bạn, người ta sẽ liên lạc với bạn. Cho nên đừng hỏi cái câu này nhá. Thực sự mình trong quá trình tư vấn cho các bạn, mình gặp rất là nhiều bạn trong cái lúc bị người yêu mà lạnh nhạt, xong rồi cứ hỏi người ta cái câu này, cuối cùng là làm người kia bực mình, thậm chí người ta còn chặn Zalo, Facebook, người ta không thèm liên hệ với mình nữa. Xong rồi nhận được câu trả lời là không, anh không nhớ em, thì bắt đầu buồn rười rượi, buồn đau khổ, xong lúc đấy còn có cảm xúc tiêu cực nữa. Cho nên đây là một câu mà tuyệt đối không nói khi rất nhớ người ta hoặc khi người ta lạnh nhạt với các bạn nhá. Cái câu số 2 mà các bạn không nên hỏi người đó đó chính là anh có thích cô ấy không, hoặc em có thích anh ấy không, khi các bạn nhìn thấy một người mà đang có mối quan hệ rất tốt với người yêu của các bạn hoặc người mà các bạn thích. Bạn thấy cái sự đối tốt đó, nó hơi đặc biệt một chút giữa họ, và bạn hỏi rằng anh có thích cô ấy không, hoặc là em có thích anh ấy không, thì đây là một câu mà các mình tuyệt đối khuyến khích các bạn là không nên hỏi. Bởi vì sao? Bởi vì một khi các bạn đã bước đến tình yêu ấy, thì các bạn có quyền là duy nhất. Các bạn phải mặc định rằng mình là duy nhất trong cái mối quan hệ đấy thì mình mới bước vào. Còn một khi mà mình chỉ cần phát hiện ra là anh ấy hoặc cô ấy có tình cảm với một người khác, mình dừng ngay lập tức. Bởi vì mình có giá nhiều hơn thế, bản thân mình trân trọng mình yêu quý mình biết cái giá trị của bản thân. Hãy mặc định rằng khi các bạn bước đến tình yêu, các bạn là duy nhất. Không có cửa cho cái việc là người đấy sẽ có thể thích ai đó mà vẫn có thể là người yêu của bạn, hoặc vẫn được ở trong cuộc sống của các bạn. Cho nên đừng hỏi những câu đấy, nó mất sức hấp dẫn lắm. Người ta sẽ không cảm nhận được cái giá trị của mình, các bạn nhá. Còn một khi mà bạn thấy rằng người yêu của mình có quan tâm hơi đặc biệt tới một người khác giới khác, thì các bạn cũng phải đưa ra những lời cảnh báo, nói chuyện một cách thẳng thắn, cụ thể để người ta biết quan điểm của các bạn trong tình yêu như thế nào. Bạn có chấp nhận được việc gì và bạn không chấp nhận được việc gì trong tình yêu? Hãy nói với người ấy rằng trong tình yêu em rất rõ ràng, hoặc anh rất rõ ràng. Một khi yêu thì nó phải có cái sự chân thành, chung thủy và nguyên vẹn ở đó. Một khi mà em phát hiện ra là người yêu của em hoặc người yêu của anh mà thích một người khác giới khác, thì đó là khi mối tình này nó tuyệt đối phải kết thúc. Nó phải kết thúc. Và bạn nói ra sao, bạn làm đúng như thế, chứ không phải nói cho hay, nói cho vui đâu nhá. Bởi vì đơn giản là các bạn xứng đáng, các bạn ạ.
Thực ra trong cái giai đoạn yêu nhau, các bạn cũng phải biết rằng đấy là giai đoạn các bạn tìm hiểu sâu hơn về nhau, để tìm hiểu xem người đó có thực sự là người sẽ gắn bó với mình cả đời hay không. Chứ đừng mặc định rằng ủa mình, anh ấy là người yêu của mình hay cô ấy là người yêu mình, là bằng sống bằng chết là chúng ta phải ở bên nhau mãi mãi, bất kể người ta phạm lỗi sai gì. Đừng nghĩ như thế. Cái sai lầm số 3 mà các bạn không nên làm khi rất nhớ hoặc khi người khác lạnh nhạt với các bạn, đó chính là gửi liên tiếp nhiều tin nhắn trong khi người ta không trả lời các bạn. Người ta không phản hồi mình vẫn gửi, người ta càng không trả lời mình càng điên tiết, mình càng phải gửi nhiều. Ban đầu thì còn nói những lời ngọt ngào yêu thương, càng về sau mình càng cảm thấy tức, bức bối trong người, và bắt đầu chúng ta có những cái lời lẽ nó không được hay, giận dỗi, thậm chí là tức và mắng mỏ người kia. Vậy thì mình nghĩ rằng không nên. Các bạn có thể chủ động một lần, đến lần thứ hai các bạn chủ động mà người ta không trả lời lại, không nhắn tin lại, thì mình nghĩ rằng đấy là cái giới hạn, mình phải dừng lại ngay. Chứ không được là cứ liên tiếp cứ gửi mãi như thế. Người kia, các bạn biết cảm xúc của họ là gì không? Họ thứ nhất là họ không nhìn thấy cái giá trị của mình, họ hạ thấp mình. Bởi vì nếu họ không hạ thấp mình mà coi thường mình thì chẳng có lý do gì mà người ta không nhắn tin cho mình cả, đúng không? Cho nên mình phải biết thế, mình phải có cái giá và có cái giới hạn ở đó. Chứ không phải vứt hết cái lòng tự trọng đi để nói gì thì nói, làm gì thì làm, thỏa mãn cái cảm xúc tiêu cực khi mà nó đang lên các bạn nhá. Nếu không muốn bị người khác coi thường và khiến mình mất mặt thì đừng làm cái công việc này. Cái điều số 4 mà các bạn không nên làm khi các bạn bị lạnh nhạt và khi các bạn nhớ người ta rất nhiều, đấy là khi các bạn gọi điện cho người ấy và các bạn khóc trong điện thoại. Các bạn nghĩ rằng đây là một hành động rất là lãng mạn. Đương nhiên, có thể trong cái tình huống bình thường, các bạn có những cái thăng trầm trong cuộc sống, tình cảm của bạn rất gắn bó và rất thân thiết, các bạn làm cái điều này nó sẽ rất lãng mạn, rất hay, đúng không? Và tràn đầy cảm xúc. Nhưng một khi mà người ta đang lạnh nhạt với các bạn, nó có lý do ở đấy. Tức là trong cái giai đoạn người ta mình bị chán rồi, mình bị chán rồi mà mình còn gọi điện cho người ta xong khóc lóc nói rằng anh quan trọng trọng với em như thế nào, em quan trọng với anh như thế nào, thì thực sự rất là mất mặt. Và người kia, người ta đã đang chán mình rồi, người ta lại thấy cái sự thảm hại này nữa, thì người ta càng ghét mình hơn. Cho nên cùng với một hành động, ở trong những tình huống khác nhau các bạn làm, nó lại có những cái hiệu quả khác nhau. Cho nên các bạn hãy sử dụng một cách linh hoạt. Đừng bao giờ khi mà bị người ta chán, bị người ta ghét, bị người ta lạnh nhạt mà mình còn gọi điện cho người khóc lóc và nói rằng người ta quan trọng với mình như thế nào. Vì cái hậu quả là như thế nào các bạn có biết không? Hậu quả là người ta sẽ chán mình, thậm chí người ta sẽ nói với bạn rằng ôi anh đã có người yêu mới rồi, đừng gọi điện cho anh nữa. Anh đã có người mới rồi, làm sao có thể yêu em được. Đấy, tình huống này xảy ra với rất nhiều bạn gái nhá. Các bạn có nói đấy là cái tâm lý chung của đàn ông. Khi mà người ta đang chán một cô gái và tự dưng cô ấy cứ phải khóc lóc và thể hiện sự thảm hại với mình. Anh ấy có thể anh ấy chưa có người yêu mới đâu, nhưng anh ấy sẽ nói như thế. Nói như thế thì bạn đừng khóc nữa và bạn từ bỏ đi, bạn dứt khoát đi. Lúc đấy người ta sẽ có cảm giác thanh thản hơn các bạn nhá. Đừng dại dột như thế, mất mặt lắm. Cái điều số 5 mà các bạn cũng không nên làm khi mà các bạn rất nhớ người đấy hoặc và khi các bạn bị lạnh nhạt, đấy là các bạn uống say và các bạn gọi điện cho họ. Cũng giống như cái việc bạn khóc và gọi điện cho họ, cái việc bạn uống say và gọi điện cho họ nó cũng thể hiện cái sự thảm hại của bạn. Người kia người ta thấy rằng ôi, người này không có một chút ý chí nào cả. Đặc biệt trong khi người ta đang chán mình thì đừng bao giờ làm cái việc như thế này. Dại dột quá là dại dột. Và hậu quả đương nhiên cũng giống như cái phần số 4, sẽ bị coi thường, sẽ nhận lại những cái lời nó rất là lạnh lùng, và nó sẽ chỉ khiến cho các bạn đau lòng thêm thôi. Cho nên đừng làm như thế nhá. Cái điều số 6 mà các bạn không nên làm và rất là dại dột, đấy là các bạn giả ốm để người kia quan tâm. Các bạn sẽ nói rằng ôi em bị ốm như thế này hoặc anh bị ốm như này, với hy vọng là với cái tình thương còn sót lại của người đó, người ta sẽ đến thăm mình, hoặc người ta sẽ có những cái lời hỏi thăm mình. Bởi vì mình nhắn tin gọi điện người ta không trả lời, bây giờ phải làm cái cách này thì người ta mới hỏi thăm mình, người ta mới quan tâm mình. Thì đừng bao giờ làm cái điều này, các bạn biết rồi đấy. Cảm xúc các bạn mang vào nó là như thế nào, các bạn sẽ nhận lại được nó theo cấp số nhân. Một khi bạn đã giả dối vào đó, bạn sẽ không thể nào có được những cái thứ mình muốn đâu. Rất nhiều trong cái tình huống này các bạn sẽ nhận lại được là cái sự hờ hững, ôi mình ốm mà người ta cũng chẳng quan tâm mình. Hoặc người ta có gọi điện hoặc nhắn tin người ta quan tâm mình, nó cũng chỉ là cái sự hờ hững, chứ không thể nào như cái sự nhiệt tình mà các bạn mong chờ được. Cuối cùng là sao? Cuối cùng thất vọng vẫn hoàn thất vọng, đau khổ vẫn hoàn đau khổ, thậm chí mình đặt nhiều hy vọng hơn, mình có thất vọng nhiều hơn nữa và đau khổ hơn nữa. Dừng lại và đừng làm những điều này nhá. Cái điều số 7 mà bạn không nên làm đó chính là nhờ một người khác, một người thứ ba ở bên ngoài hỏi thăm xem là người đấy có còn thương bạn không, có còn yêu bạn không. Đây là một cái sai lầm. Còn thương, còn yêu bạn người ta sẽ cho bạn biết. Bạn cứ để thăm dò như vậy ấy, thì thứ nhất người kia người ta sẽ biết là bạn đang thảm hại,
bạn vẫn còn đang quan tâm người ta quá, trong khi người ta đang lạnh lùng với mình. Người ta sẽ thấy là bạn đang phản ứng một cách thái quá, không có sức hấp dẫn. Đừng làm việc này. Câu số 8 mà các bạn không nên nói, rất dại dột, đó là nói câu em không thể sống thiếu anh đâu, anh không thể sống thiếu em đâu, trong khi mà họ đang lạnh nhạt với mình. Đương nhiên trong những cái cảm xúc, trong tình huống mà các bạn lãng mạn, các bạn có thể nói được. Nhưng mình đang nói là trong cái tình huống các bạn bị lạnh nhạt và rất nhớ người ta nhá, thì câu này là cái câu tuyệt đối mà không nên nói. Đó là câu ôi em không thể sống anh được, anh không thể sống thiếu em được. Người ta đang lạnh nhạt, người ta đang khó chịu với mình, người ta đang cần không gian, thời gian để người ta tận hưởng cuộc sống của họ, để tìm lại được cái niềm vui, thoải mái trong cuộc sống. Mà các bạn nói em không thể sống thiếu anh được đâu, người ta tự dưng người ta thấy rằng người đấy sẽ trở thành một gánh nặng của mình. Người ta sợ, người ta sẽ phải chạy. Cái câu số 9 mà rất sai lầm của các bạn khi các bạn đang rất nhớ một người mà người ta đang phũ phàng với các bạn, đó chính là câu hãy nói cho em biết em sai ở đâu, em sẽ sửa hết. Một điều cực kỳ sai lầm. Các bạn cứ nghĩ rằng mình sẽ sửa theo ý của họ muốn thì họ sẽ yêu các bạn hơn. Các bạn càng sửa theo ý của họ, bạn càng không có sức hấp dẫn. Người ta sẽ thấy bạn không có một tí giá trị nào cả. Cái gì cũng phải phụ thuộc vào người ta. Đừng bao giờ nói câu này. Và cái câu số 10 mà các bạn tuyệt đối không được phép dại dột để nói, đó chính là câu anh là đồ tồi, anh không xứng với tình yêu của tôi. Hoặc em là tồi tệ, em không xứng với tình yêu của anh. Rất nhiều bạn sau khi mà với những cái nỗ lực của mình, làm tất cả những cái điều, ví dụ khóc lóc, than vãn, nhắn nhiều tin nhắn, người ta không trả lời, bắt đầu các bạn có cái câu nói này. Câu chốt các bạn nói với người ta là anh là đồ tồi, anh không xứng với tôi, xứng với cái tình yêu mà tôi đã trao. Các bạn cứ nghĩ rằng việc các bạn dành nhiều tình cảm cho họ mà họ không báo đáp, thì đấy là các bạn yêu người ta rất nhiều. Thực ra cái người không xứng ở đây chính là mình. Bởi vì sao? Bởi vì khi mình yêu người ta, mình không thể cho người ta những cảm xúc tươi đẹp trong cái cuộc tình này, mà mình chỉ làm cho người ta cảm thấy sợ hãi, thậm chí là muốn tránh mặt mình, muốn không muốn nói chuyện với mình, làm đầy cái mối tình này với những cảm xúc ích kỷ. Vậy mà chúng ta lại muốn yêu và chúng ta thấy rằng chúng ta dành tình cảm cho người ta quá nhiều, người ta không báo đáp, bắt đầu chúng ta chửi người ta là tồi tệ. Thì đây là sao? Đó chính là lý do mà chúng ta không được yêu, và đó chính là lý do mà chúng ta mất hình tượng trong mắt họ. Và với cái câu nói này, ngay cả khi họ là người tử tế rất tốt, họ không trả lời các bạn, rồi tôi chấp nhận tôi là người tồi tệ. Và thế là chúng ta, đáng nhẽ ra là với cái giai đoạn lạnh nhạt và không, người ta không trả lời tin nhắn của các bạn, thì người ta cũng chỉ cần một thời gian như vậy để nhìn thấy cho cái sự hấp dẫn của các bạn, người ta sẽ quay lại. Nhưng mà với cái câu nói này, có khi là tình yêu này đã kết thúc luôn. Cho nên mình hy vọng rằng các bạn sẽ nhận biết và các bạn không mắc những sai lầm này nữa nhá. Thực sự rất dại dột đấy. Và đó là chia sẻ của mình ngày hôm nay. Nếu các bạn thấy thích, hãy nhấn vào like, subscribe và share nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại. Xin chào tất cả các bạn. Các bạn thân mến, hôm nay chúng ta sẽ cùng trả lời thắc mắc cho các bạn trong thời gian qua đã nhắn tin cho mình nhé. Trước khi bắt đầu, đừng quên nhấn vào nút subscribe để ủng hộ mình. Chúng ta sẽ cùng đến với câu chuyện ngay thôi. Bạn ấy có chia sẻ như thế này. Em chào chị ạ. Em đã theo dõi và xem nhiều video chia sẻ về chuyện tình yêu của chị. Hiện tại em đang gặp một vấn đề mà không biết phải làm như thế nào hết. Em năm nay 23 tuổi và anh ấy 35 tuổi. Em và anh ấy biết nhau được 6 tháng rồi. Em và anh ấy gặp nhau ở một trung tâm học tiếng Anh. Em đang là học viên học ở đó, còn anh ấy đến để tìm hiểu về khóa học. Bọn em nói chuyện với nhau, lúc đó em vào học không nói được nhiều, rồi anh ấy xin số điện thoại của em. Xong đến tối hôm đấy, anh ấy gọi điện và mời em trà sữa để hỏi về việc học Anh văn. Em cũng không suy nghĩ gì nhiều vì em nghĩ anh ấy đang tìm hiểu khóa học mà em đang học ở đó và đồng ý khi gặp thì em cũng bình thường. Anh ấy thắc mắc thì em nói và giải thích nhiệt tình luôn. Nói chuyện được một lúc, tự nhiên anh ấy choàng tay lên vai em và hôn lên môi em. Lúc đấy phản xạ tự nhiên thôi thúc em đẩy ra. Em hỏi anh làm gì vậy? Anh ấy nói anh ấy ở nước ngoài nên chuyện như vậy là chuyện bình thường. Em nói em với anh ấy mới gặp lúc sáng nay thôi. Anh ấy bảo là tình cảm tự nhiên. Anh ấy nói anh say nắng em vì là nụ hôn đầu tiên, nên lúc đó trong đầu em chẳng suy nghĩ được gì vì nó quá bất ngờ và em chưa chuẩn bị tâm lý. Lúc đầu em nói chuyện rất tự nhiên vì không suy nghĩ gì hết. Sau khi anh ấy hôn em thì em không còn được tự nhiên như lúc đầu nữa. Ngồi một lúc rồi em và anh ấy về thì em phát hiện ra em và anh ấy ở trọ gần kế bên nhau. Khi về đến phòng, em bình tĩnh lại và em có suy nghĩ tại sao anh ấy lại hôn em khi em vừa mới gặp anh ấy lúc sáng. Lúc ấy em suy nghĩ lung tung, rồi em nghĩ kệ đi, không thèm suy nghĩ nữa, cứ bình thường mà làm bạn thôi.
Từ hôm đó em và anh ấy bắt đầu nhắn tin được một tháng, anh ấy lại muốn quan hệ. Em nói em chưa sẵn sàng, em chỉ quan hệ với người mà em có tình cảm, với người mà em yêu thôi. Anh ấy bảo anh ấy là người đàng hoàng mà sao em cứ sợ. Em bảo em với anh ấy biết nhau được một tháng, em chưa biết anh là người như thế nào hết. Em lại suy nghĩ không biết mình có bị lừa hay không. Từ hôm đó em lại dè chừng hơn và anh ấy cũng không đề cập gì đến chuyện đó nữa. Em cũng bình thường để anh ấy như vậy thôi. Sang tháng thứ ba anh ấy bảo anh ấy đang đặt cái nhẫn sắp đến ngày lấy. Anh bảo em là tặng cho anh ấy đi, rồi mai mốt anh tặng lại. Em bảo em là sinh viên, em không có nhiều tiền. Với lại bạn bè bình thường thì không nhất thiết phải tặng quà có giá trị như thế. Anh ấy không nói gì. Em cũng lơ qua luôn và vẫn bình thường để xem anh ấy thế nào. Tết anh ấy nói muốn về nhà em chơi. Em hỏi anh ấy không về quê sao. Rồi em từ chối, em nói là Tết ở quê thì không có gì chơi hết. Quê anh ấy ở Nam Định, còn quê em ở Long An. Em học ở Sài Gòn, anh ấy làm ở Sài Gòn. Em từ chối anh ấy, không nói gì hết. Hôm 14 tháng 2, anh ấy bảo em thích gì hay thích đi đâu anh ấy mua rồi dẫn đi chơi mà ngày hôm đó em đang ở quê. Anh ấy bảo thế thì khi nào lên anh bù. Khi em lên anh ấy dẫn em đi xem phim. Hôm sinh nhật anh, hôm lấy mùng 6 tháng 3, anh ấy bảo anh ấy thích cái nón, anh ấy bảo em mua tặng. Em thấy anh ấy thích như vậy nên em mua tặng. Hôm 8 tháng 3 vừa rồi, em bảo anh ấy gặp nhau rồi đi xem phim rồi về phòng anh ấy. Anh ấy bảo em ngồi đó, anh ấy đi ra ngoài mua ít đồ. Khi anh ấy về, anh ấy cầm bó hoa tặng em làm em rất bất ngờ. Trong lòng vui, xong em ngồi xuống chơi một xíu, tự nhiên có một chị vào. Anh ấy lôi chị ấy đi, chị ấy nói chị ấy muốn nói chuyện với em. Anh ấy và chị ấy lôi nhau ra ngoài cãi nhau. Em nghe chị ấy nói với anh ấy trên danh nghĩa tôi là bạn gái của anh. Rồi em nghe chị ấy nói đòi trả bó hoa lúc tối qua anh ấy tặng. Khi anh ấy vào, em giả vờ như không biết gì. Em hỏi anh ấy là ai vậy. Lúc đầu anh ấy nói mai anh nói cho em hỏi chuyện là như thế nào. Vậy anh nói em nghe được không? Anh ấy bảo ngày xưa chị ấy thích anh, nhưng anh với chị ấy chỉ là bạn bình thường thôi. Em nghe xong em không nói gì. Em ngồi im lặng một lúc rồi đi về phòng em. Phòng em gần đó luôn. Qua ngày hôm đó em vẫn bình thường với anh ấy. Em muốn xem anh ấy như thế nào. Vì từ ngày mới gặp, mới biết nhau đến nay là 6 tháng, nhưng em cảm thấy em đang trong mối quan hệ không tên vậy đó. Anh ấy chỉ nói một lần với em là yêu anh thì sướng lắm đấy. Còn những khi nhắn tin hay nói chuyện thì ít khi nào anh ấy cần hay khi có việc gì thì anh ấy mới nhắn tin với em thôi. Em cũng có suy nghĩ trong đầu không biết có phải anh ấy đang lừa mình hay không. Chị cho em một lời khuyên em nên làm gì bây giờ? Em thân mến, đọc cái câu chuyện của em ấy thì ngay từ hôm đầu tiên bọn em gặp nhau thì chị đã biết là em gặp phải một người đàn ông không nghiêm túc và không tử tế trong tình yêu rồi. Nhưng tại vì em quá ngây thơ và em còn trẻ, em chưa có tiếp xúc nhiều với đàn ông, cho nên là em cuối cùng em cứ để mình quen với anh ta trong một thời gian khá lâu rồi, và đến bây giờ là 6 tháng rồi. Bây giờ chị sẽ phân tích cho em để em hiểu hơn về cái người đàn ông này nhá. Đầu tiên, vào cái buổi đầu tiên khi mà gặp nhau, bọn em hẹn đi cà phê cái là anh ta bắt đầu khoác tay và hôn em luôn rồi. Em nên biết rằng một người đàn ông nghiêm túc, tử tế và chân thành không bao giờ dám làm như thế. Chỉ một người đàn ông thích một mối quan hệ chóng vánh, muốn ngay và luôn trong những cái việc nam nữ với em thì mới dám như vậy thôi. Chứ còn một người bình thường yêu em chân thành, thích em, người ta không bao giờ dám làm như thế. Vì làm như thế rất mất hình tượng, làm như thế sẽ khiến em có cảm giác rằng đấy là một người đàn ông tồi tệ. Người ta sẽ rất, nếu một người yêu em, thích em, người ta sẽ rất tinh tế để nói chuyện với em và kết bạn với em mà không dám thể hiện cái sự thích đấy một cách quá nhanh và quá chóng vánh. Còn đây anh ta vừa gặp em buổi sáng, buổi tối đi cà phê với nhau đã hôn em ngay luôn rồi. Thì nó chứng tỏ điều gì? Anh ta có chân thành không? Không, không có sự chân thành gì hết. Chỉ là anh ta đang chơi bời thôi. Anh ta đang thích xem em thế nào thôi, chứ không nghiêm túc gì với em cả. Em phải biết ngay từ đầu, nếu là chị nhá, ngay từ buổi đầu tiên đã gặp anh ta và anh có phản ứng như thế, lượn ngay và luôn đi, không có cơ hội lần thứ hai để có thể gặp tôi đâu em ạ. Biết thừa rồi, người đàn ông kiểu như vậy chỉ là tiếp cận em để có cái chuyện đấy, để lợi dụng em mà thôi. Không lợi dụng tình thì lợi dụng tiền, chỉ có hai cái thứ đấy thôi mới làm người đàn ông làm có cái hành động như vậy. Thì em phải hiểu để lần sau mình biết nhá. Chứ còn một người yêu em và thích em từ đầu ấy, người ta không bao giờ dám làm như thế đâu. Làm gì có cái chuyện vừa gặp nhau mà hôn luôn, đúng không em? Em phải hiểu cái như vậy, tử tế thì không dám làm thế em nhá.
Thì đấy, ngay từ buổi đầu tiên là như thế rồi. Đáng nhẽ trong sau ngay cái buổi đầu tiên đấy em phải cắt đứt và luôn, thôi cho anh lượn luôn ở cuộc sống của tôi đi. Thì tại vì mình chưa biết, em vẫn tiếp tục. Và sau đó được một thời gian thì anh ấy đòi em là có quan hệ, có cái chuyện đấy, đúng không? Lại tiếp tục thể hiện quá rõ ràng là một người đàn ông chỉ muốn cái chuyện đấy với em, chỉ muốn lợi dụng cái chuyện đấy với em, chứ yêu đương gì em, đúng không? Anh ta không hề có cái nghiêm túc với em. Và cái việc em từ chối là rất đúng đắn. Đấy, cũng may mà em quen cái anh này, em chưa có làm gì nó đi quá xa thì tốt quá nhá. Em vẫn đủ tỉnh, mặc dù có hơi chút rung rinh với anh ta, nhưng mà em vẫn đủ tỉnh táo thì đến một cái điều rất là mừng. Chứ còn bây giờ chị sẽ cho em thấy là người đàn ông này quá là chỉ muốn là một mối quan hệ qua đường với em thôi. Đấy nhá, không có người đàn ông nào ấy mà muốn quan hệ với em trong khi không cho em một cái danh nghĩa. Em ạ, người ta thực sự yêu em, người ta sẽ cho em cái danh phận, chứ không phải là mà thực sự là một người đàn ông mà thích em, thích cái chuyện đấy lắm ấy, người ta cũng tinh tế, chứ người ta cũng không dám đề cập thẳng là muốn có chuyện đấy với em, thực sự luôn ấy. Anh ý nghĩ em là ai, đúng không? Chắc anh ta nghĩ rằng em là một cô gái dễ dãi, kiểu là tôi như vậy là cô cũng thích tôi rồi đấy, tôi dụ cô lên giường em dụ được luôn. Không đâu, cũng may là em rất tỉnh táo để từ chối cái chuyện đấy, một cái điều rất là mừng. Xong rồi đến một ngày tự dưng anh ta tự đặt nhẫn của anh ta, xong rồi anh ta bảo em là hãy tặng anh đi rồi sau này anh tặng em. Trời ơi, chưa từng nhìn, chưa không hiểu anh ta là một người đàn ông kiểu gì. Một người đàn ông tặng quà cho phụ nữ không chắc phụ nữ đã nhận, chứ đừng nói ngồi đấy để còn đòi phụ nữ quà, thì thực sự chẳng đáng mặt đàn ông một tí nào cả. Lúc đấy em cũng phải biết rằng đây không phải là mẫu người của mình rồi. Mình xứng đáng, mình là một cô gái mà mình xứng đáng nhiều hơn thế rất nhiều. Một người đàn ông chân thành với mình, chứ không phải một người đàn ông kiểu như thế. Kiểu như thế đáng nhẽ em phải tiếp tục cho anh ta ra khỏi cuộc đời mình luôn rồi ấy, với cái hành động và ứng xử như thế. Thế mà em vẫn tiếp tục quen với anh ấy. Xong rồi cụ thể là đi ăn đi chơi với nhau, xong rồi đến lúc về nhà anh ta thì bắt đầu có cái vụ việc là bạn gái của anh ta kéo ra và nói chuyện, thì nó rất cụ thể rồi đấy em. Thực ra chị cũng không bất ngờ về cái kết quả đấy, bởi vì với một người mà chỉ muốn một mối quan hệ chóng vánh như anh ta thì việc không chỉ có em và cái cô kia đâu, mà có khi còn nhiều hơn thế nữa cơ. Cho nên là bây giờ chị biết em có một chút rung rinh rồi, nhưng em phải biết rằng một người đàn ông như anh ta không phải là một người đàn ông mà mình sẽ gắn bó và yêu thương. Bởi vì thông qua những cái chia sẻ của em, chị biết em là một cô gái cũng rất là truyền thống, tức là một cô gái rất nghiêm túc trong tình yêu. Và vì em là một cô gái rất nghiêm túc và rất là tốt như vậy, nên chị nghĩ rằng em là một cô gái xứng đáng được yêu, được trân trọng, được là duy nhất, được là đặc biệt, được một người đàn ông nghiêm túc chân thành với em và hướng tới một cái tương lai lâu dài với em. Nhưng người đàn ông này không làm được bất kỳ một trong số những cái điểm đó, một có một điểm cũng không, vì không, chưa có một điểm nào chứng tỏ anh ta là người tốt hết, là người tử tế, là người chân thành hết em ạ. Ngay cả cái việc anh ta cầm hoa anh ta về tặng em rồi làm em rung rinh ấy, nó cũng là cái kế hoạch của anh ta. Anh ta biết thừa làm như vậy các cô gái sẽ thích lắm, và cuối cùng là chỉ một cái điểm nhỏ thôi là đã làm em rung rinh rồi, đúng không? Nhưng mà bây giờ thôi, chưa biết thì thôi, bây giờ chị chỉ cho rồi thì em phải biết người đàn ông này không nên là một người đàn ông sẽ gắn bó với em. Ra luôn, ra ngay, chạy càng nhanh càng tốt, cắt đứt hết mọi liên hệ đấy. Em không cần để anh ta phải giải thích là cô kia là ai, chẳng để làm gì cả. Cô ta có là người yêu hay không cũng không quan trọng với em nữa bây giờ nhá. Điều quan trọng với em bây giờ em phải chạy ngay vào luôn. Một người đàn ông như thế không nên ở trong cuộc sống của mình. Mình phải biết như vậy. Em phải nhận ra cái giá trị của mình đầu tiên thì mới có người đàn ông người ta nhận ra cái giá trị đấy. Em phải trân trọng mình để biết rằng mình xứng đáng với một người đàn ông trân trọng mình, yêu mình, có đủ tinh tế với mình để cùng mình bước đến một cái tình yêu nó tự nhiên nhất. Còn anh này thì không, chưa có một điểm nào anh này chứng tỏ rằng anh này là một người đàn ông tốt hay tử tế hay nghiêm túc cả. Không có một cái điểm gì cả, mà nó chỉ chứng tỏ rằng anh ta là một người chỉ muốn chơi bời trong tình yêu thôi, chỉ muốn chơi bời với em thôi. Cho nên em đừng bao giờ dấn thân vào nói chuyện với anh này nữa. Chị khuyên thật lòng một câu là cắt đứt mọi liên hệ, bắt đầu vẫn tiếp tục cuộc sống của mình, và biết rằng mình xứng đáng với người đàn ông tuyệt hơn thế rất nhiều, chân thành của mình, yêu mình em nhá. Em phải biết điều này thì người đàn ông đấy mới, người đàn ông định mệnh đấy của em mới xảy ra được. Còn người đàn ông này chạy ngay vào luôn, đấy là lời khuyên của chị nhá. Hôm nay chương trình của chúng ta sẽ tạm thời kết thúc tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại.